Tưởng cô đẹp Phúc Tấn bên em xin kính chào tất cả các quý anh chị và xin chào mừng tất cả các anh chị nhà mình đã quay trở lại với video giới thiệu tác phẩm mới ngày hôm nay của bên em. Và trong video ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu tới quý anh chị nhà mình một tác phẩm Ngài Quan Công Trấn Ải, được bên em chế tác trên chất liệu là gỗ chắc đỏ đen, hàng liền khối và đục tỉa thủ công 100% bằng tay anh chị nhà mình nhé. Và tác phẩm này của bên em thì có chiều cao là 80, chiều ngang là 35 và chiều sâu là 27. Và bên em đang giao lưu với anh chị nhà mình trên thị trường với giá là 36 triệu đồng. 36 triệu đồng là bên em đã bao gồm hoàn toàn phí vận chuyển cho anh chị nhà mình rồi. Và trước khi giới thiệu chi tiết tác phẩm này thì em xin được giới thiệu lại cơ sở bên em. Cơ sở bên em là tượng gỗ đẹp Phúc Tấn ở tại địa chỉ làng nghề mộc nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Và số điện thoại hotline của bên em là số 0389 889968. Anh chị nhà mình kết bạn Zalo với bên em để được nhân viên tư vấn cũng như là gửi hình ảnh chi tiết anh chị nhé. Và sau đây thì em xin mời tất cả các anh chị nhà mình đi gần tới tác phẩm để có thể là thưởng lãm được những cái đường nét đục tỉa của các bác nghệ nhân bên tượng gỗ đẹp Phúc Tấn, và cũng như là chất liệu là gỗ chắc đỏ đen, một cái phôi gỗ rất là già gỗ và hàng liền khối 100% cho anh chị nhà mình luôn ạ. Tác phẩm này của bên em chế tác là một ngài quan công với dáng đứng rất là oai phong như các bác nhà mình nhé. Và các bác nhìn diện mặt của ngài quan công thì cực kỳ là thần thái này. Những cái đường nét đục tỉa của bên em thì rất là sắc nét ạ. Các bác nhìn diện mặt của ngài rất là dữ dằn. Diện mặt của ngài quan công dữ dằn bao nhiêu thì sẽ giúp gia chủ trấn trạch trừ tà càng tốt bấy nhiêu các bác nhà mình nhé. Và đây ạ, những cái đường đục tỉa như là phần lông mày hay là phần râu của ngài thôi thì được bên em tỉa rất là mềm mại này. Đấy ạ, từng những cái nét tỉa thì không hề bị đứt đoạn nhé các bác nhà mình nhé. Và làm kênh làm lổi lên, rất là tuyệt vời luôn. Và ngoài ra thì trên đầu ngài đội một cái mũ quan này. Và đây ạ, những cái đường vải lụa, đường vải lụa bên em nhấn nhá cũng rất là mềm mại cho các anh chị nhà mình luôn. Đấy, trông rất là giống những cái đường vải ở bên ngoài đời thật nhé các bác nhà mình nhé. Ngài quan công thì với một cái dáng đứng rất là oai phong này. Một tay thì cầm kiếm và một tay thì xách đao nhé các bác nhà mình nhé. Đây ạ, kiếm này thì bên em cũng chế tác là kiếm rồng. Và với tác phẩm này thì chỉ có duy nhất là cái phần kiếm này của ngài thôi thì bên em là làm rời. Còn đâu là toàn bộ tác phẩm là liền khối nhé các bác nhà mình nhé. Đây ạ, chạm khắc rồng rất là tỉ mỉ này. Đấy, cực kỳ là đẹp cho các bác nhà mình. Và đến cái phần kiếm đấy ạ, kiếm thì bên em cũng làm những cái dây lơ giải lụa đấy ạ, tỉa rất là mềm mại này. Hay là trên người ngài thì khoác một cái bộ áo giáp ạ, những cái đường nét họa tiết trên cái bộ áo giáp này thì bên em làm kênh làm lổi lên rất là tuyệt vời nhé các bác nhà mình nhé. Và đặc biệt là nhìn vào tác phẩm thì các bác nhìn thấy đó là một cái màu gỗ chắc đỏ đen ạ. Đây là một cái phôi gỗ của bên em rất là già gỗ rồi đấy, tuyển chọn từ phôi gỗ đến những cái đường nét đục tỉa ạ. Tuyển chọn một cái bác nghệ nhân top 1 trong làng nghề mộc Đông Giao của bên em chế tác đây các bác nhà mình nhé. Nhìn từng những cái đường nét không kể là diện mặt hay là đến những cái phần họa tiết thôi cũng rất là đẹp rồi. Đây ạ, những cái đường vải lụa này các bác nhìn thấy không ạ, y như thật luôn nhé. Hay là những cái phần giáp đấy ạ, làm kênh làm lổi lên rất là chi tiết này. Đấy, làm kênh làm lổi lên rất là chi tiết nhé. Và phía phần dưới bục này thì bên em có khắc vào đây là những cái phần vầng lửa. Và cái phôi gỗ này của em thì rất là dày dặn gỗ nhá. Chiều dày lên đến là 27 phân. Đây ạ, rất là dày dặn gỗ và hàng liền liền lạc cho anh chị nhà mình ạ. Và các bác thấy là khi chúng ta trưng chơi những cái tác phẩm ngài quan công ở trong gia đình nhà mình thì đầu tiên sẽ giúp gia chủ là trấn trạch trừ tà này. Và đem lại những cái vượng khí tốt cũng như là đem lại những cái công việc rất là hanh thông thuận lợi cho gia chủ nhà mình. Đấy, một tác phẩm này thì các bác nhà mình có thể là kê trên những cái đôn cái kệ bàn ạ, hoặc là các bác nhà mình đặc biệt là để tại bàn làm việc nhá, thì sẽ phát huy được rất là tốt những cái ý nghĩa phong thủy của tác phẩm ạ. Và em xin đọc lại kích thước của tác phẩm này để cho các bác nhà mình có thể là cân đối không gian trưng bày tác phẩm này. Tác phẩm của em thì có tổng chiều cao là 80, chiều ngang là 35 và chiều sâu là 27. Và bên em đang giao lưu với các bác nhà mình là 36 triệu đồng. Bên em bao phí vận chuyển toàn quốc. Các bác nhà mình nhận hàng có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và đúng mẫu mã kích thước cũng như là chất liệu gỗ thì các bác nhận hàng. Còn không thì các bác có quyền hoàn hàng cho em ạ. Và em cũng xin kết thúc video giới thiệu tác phẩm ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại các bác nhà mình trong những cái video tiếp theo ạ.